Bố đầu tư các con quá nhiều, con thì đông, nhà thì nghèo, đời mình sao khổ thế. Vợ chồng là mà cả cổ và cắt nắng mòn đâu, chẳng ăn sáng ăn bố. Nhờ các con mà bố đã khỏi rồi. Bệnh như bố thì thế là liên hệ với cái hãng bà Vân ấy, chứa là khỏi à, khỏi bệnh à. Dạ, bố mình chắc thằng cha, thằng pa thì cả nhà một tiếp chiều thôi. Mẹ bố mình chắc nó muốn răng nó mòn đó. Xuất phát từ anh Bình Bố là bắt đầu hơn vay bộ đội mà thân phục viên nha, là bắt đầu sự chữa bệnh đó, khả năng là anh bày du đỡ đấy, khả năng là ở hầm rú các kiểu nhiều quá, khả năng bị ở chỗ đấy thôi, cho nên là bố cũng lười ở chỗ là bị ít, mình cũng chủ quan kệ đấy. Rồi cuối cùng mà dần dần, tức là vì khá bán này, lai cũng quá đây, đâm na đây đầu mì chú ý nào. Đấy, lại bắt đầu dần dần ăn bệnh, tê lan tràn óc. Lê cuối cùng mà bố cũng... Lê mấy đăng khi mà lù đấy, lên đến nhà. Đăng khi phải làm dâu đấy, lê bố lê bị bệnh, sốt rét, các cái, lê ở trong khác thôi. Ở trong cái khác đấy, bà mẹ đấy bảo là lấy cho một son một năm bằng này mới làm cháo, rồi sao lại ở kia mẹ là cả rất là như thường các mãi mẹ luôn mà phải nu ở nơi nhà là cả thế thầy ăn thuốc bây giờ đấy, thầy thuốc vậy nhà này tê sản luôn mà thầy đâu ấy ăn lúc đầu bà đu ngâm bị ở cạnh ngón tay anh mới khá đấy thôi. Lệ tê lệ thay với lệ giá đại ngài đây của đấy bây giờ như số tre lắm rồi mà hết lù phải rồi cô hắn như thiên cát đấy, hắn thiên cát đấy mì chứ à như phần phượng đây cả vợ chồng lệ mà cả cô cắn nắng mòn đâu lệ cô lúc nào cũng thiên cát đấy giờ lệ mì của hắn bư giờ khám mà lệ lúc bây giờ thì khó. Đúng là đồng tiền tìm không đơn giản. Mọi vay đứng với Hà Nội là cuối cùng phải là 1-2 triệu gì đó. Thực tế là bố số Hà Nội là cũng như thế nói. Tức là tôi 5-6 háo không bay. Tôi cuối cùng mà cũng khám, cũng này nó lấy được một số thuốc của Tây thôi. Ở Bệnh viện Bạch Mai thôi. Cuối cùng cũng về bôi, cũng khỏi một thời gian. Nha lại bắt đầu bị bố cũng chả biết như thế nào. Thế rồi cuối cùng có những lúc tức là đi bay phép cũng mà đỡ đâu vì đeo cả kín lậu. Vì đâm ra tức là làm mệt thì bắt đầu kín lậu. Thế dần dần mình không chú ý cái bệnh mấy niên nữa. Thế rồi cũng mà nó lan tràn ra nhiều quá thì cũng tìm vào rừng lấy cái lá đắng các kiểu về tắm. Tắm rồi thì các con thì cũng lấy thuốc các kiểu ở bãi hiệu thuốc rồi cuối cùng tàn. Thế một thời gian đây rồi cuối cùng lại tiếp tục bị đấy. Bố luôn Hà Nội với mình sẽ nói với chúng háo bày ấy.
khám mà lại bắt đầu bị bổ quắp đấy, để mưa mới lại ăn thú để phình lái ăn nã thú để phình bát lục bị xiết rồi lại cả lao hì pét ta lao hì pét ta vậy đấy, để cô ăn bưa qua cái này mề này giá ao giá tầm Đức Hùng đấy khẻ tha bay tầm Đức Hùng này là sáng thì phải mà tay áo khẩu trang trang anh sẵn anh bồ cài phần đấy đấy áo trang sẵn phải mà này áo giếng mà này rùm khi hạ phải của mình đấy và toàn láng cả mình đấy của mình trang khác phải đấy và bạn đi theo áo bảy giá thuốc bệnh viện nhưng mà giá của mình đấy vậy này mà này, bổ đấy thằng con dù tôi lục dưới miền Nam nơi liệu cả áo cái giá sẽ nùng rồi phải thử đấy áo cái giá ngồi ra đây bổ giá của nào đời ra thế quậy mà đi thế của hắn đấy à thế quậy mà thế của hắn đấy ra đấy tổ mà theo mà sẽ nùng cô áo bà giá bớt mày mà giá vậy theo cô đấy để xuống sáng bướn vậy đấy khoảng thứ sáng bướn vậy nơi vậy này theo hết bị mơ theo giờ phần đi mà thứng kỳ phía này nè bị thế theo cô nào đấy ra vậy là cô nào đấy ra lúc đầu đi sàn ốc nả này ốc thá này ốc khá mà vậy này y cốt này tên là bộ miền Nam đấy để mới được mà ngâm đẩy xếp gì phí để với thứ thấy à để tại vì là thứ thấy để nhà em cả này tại đang thứ thấy để bố bấy mình đẩy anh phải để chẳng mình mấy cây đó mua thì mi vậy là để bấy mình đẩy là nhà em xếp gì phí là thứ thấy cái nhà cho nên là vì tức là bố đầu tư các con quá nhiều đó nhiều tức là con thì đông nhà thì nghèo bố tức là được mì kiếm bánh xe nhà được mà tức là ông lúc lẻo đâm ra bố số cái này mà này thảm mà đã bị chắc giáp rồi à bán đi chuyện thằng đi chuyện như là làm tỉ nơi này phải hết việc nghề y này hết nghề y này bán đi là cả ông giá vậy Hà Nội bán đi mà hưởng giá tức là bồi mãi à cho mẹ thứng lục phải hết việc không này mẹ của mình xá và giá thổ mà hưởng thế nào nghe chuyện mà giá của nào đưa đấy theo phim phần đi là luôn khẩn lan và bằng về nè nhà con nữa hai ba bốn con yêu nghề này thì sửa được bố nói được bố là mẹ quán cảm ơn thì na các con thì nó phân đấu là hết tức là phân nào thứ giá ba luồng tay đó bị ba đầu luồng này nọ về thế theo khẩu ăn nghề này thần thần thấy có tìm hiểu dần nha đừng phải em lại các con đều xa để đi ở đây rồi đâm ra thế là giúp bố khó ăn là hiểu giá rồi đeo mài giá hơi bộ đấy bố mình chắc cả được giá dần tức là đều chung là ăn hiểu giá này đấy cô bà Vân đấy con bà ấy bố mang về cho bố thử thôi nhưng mà dần nhưng mà bố cảm thấy là ăn ám ảnh đây thì bắt đầu dần thì bố bà ở thế thì mang về cho bố bắt đầu dần đấy nên bắt đầu bố cảm thấy là như thế là đúng thang thuốc này rồi nên bắt đầu từ con đầu tư mà bắt đầu ấy mình sinh ai này cho nên là bắt đầu bị thì đi đâu các kiểu là tay đuổi bom các kiểu cũng nhiều cái phức tạp lắm cho nên là bố thì cảm thấy là đời mình sao khổ thế nhờ các con mà bố đã khỏi rồi cho nên là bây giờ bố thì nói cũng khó lắm cho nên là cũng cảm ơn các con nhiều tức là hàng thuốc này là hàng thuốc các con sẽ tuyên truyền và những người bệnh như bố thì sẽ là liên hệ với cái hàng của bà Vân này thì là chữa là khỏi bệnh
cho nên là cảm ơn các con rất nhiều ạ. Dạ, buồn chắc hắn cha hắn ba thì cả nhà cũng thích chiều thôi. Mẹ buồn chắc đang muốn ra nó luôn đó. Ba lẻo ăn đấy cháu cũng thích chiều. Thông mẹ lại buồn mình xem nào số ba đấy ba của đa. Số ba đấy xem nó hầm cùng với số ba đấy ba của đấy xem thôi rồi từ lúc đầu khi nghĩ ba ngắm vậy. Sát phí thông minh lúc đầu khi nghĩ ba ngắm vậy sát phí thông minh. Lê khai sát này khai sọc sát này hoàn hoàn khai sát phí nghĩ trung thành này. Lê mẹ của này hay khai sát à vậy này mà này cô sót lục cô bằng này là bằng này chiến này cũng phải ông nó với cả thôn đẩy nhà nghề cả đám bùa đủ rồi này theo vì đẩy đất hơn theo cả chiến đẩy đá vậy bằng ban đi theo âu thì lấy được con dâu này thì được giỏi đi cùng các cháu nữa thì được giỏi thì chưa bố đấy là mẹ quán đấy thì nào cảm ơn thì nào cảm ơn như như mọi kinh là hoa nghề kia hết à thì cũng chắc cả thì ra nhá là và đi cô cả thì nhá và lại thầy cha chính ngài nó mẹ mà cũng chắc cả được à và lại quan cảm với lại cô cảm giá nữa lẹo thì lấy lẹ lẹo và lại mẹ cô ba của nhà cũng chắc ít xèn này mình chưa cả mẹ vì bố mẹ phía cả thằng này mình mong vậy luôn đó hết được tạm tắc bố đấy là mẹ có thể cảm ơn khiến mẹ chỉ là mong à mẹ xèn khả năng bố mì này xèn sắc xèn năng bố mì này xèn chín bố mì mình mong lúc nào à anh phải nhận cả mời mì ngành nghề này mời ông mà mẹ mà sám hạ bác mẹ của ông đồ phải đi ba thứ bố đấy lắm này hết rồi mẹ mình xèn mẹ nhỏ ở lúc mà mẹ mình mong nào nữa cả về nhà nhà này chín thầy cha chín ngày à giờ chín được mẹ mình thắng chín thắng có mì khả năng chiến thắng thầy cha chiến cái gì đấy mì khả năng việc khả năng là nàn mà thăm bố đuổi hai cháu bây giờ bố cô đưa ra rồi là cô đấy gần nhà là lâu lâu phải thăm bố khỏi thì mẹ cũng được cảm ơn